Sở Quy hoạch Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh vừa có báo cáo sơ kết việc thực hiện giữa nhiệm kỳ của các chương trình, đề án thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 11. Trong đó có đề án phát triển kè sông và kinh tế dịch vụ ven sông thành phố giai đoạn 2020-2045. Theo đó, sở này đề xuất 7 vị trí chiến lược. Đầu tiên là khu nông nghiệp kết hợp du lịch sinh thái và dân cư nhà vườn liên xã Nhuận Đức, Phú Hòa Đông, phân khu 5 và một phần xã Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi, diện tích 957 ha. Hiện trạng chủ yếu là đất trống, sở quy hoạch kiến trúc đề xuất điều chỉnh thành khu đô thị sinh thái thấp tầng, bền vững, chức năng là đơn vị ở. Tiếp đến là khu làng nghề hoa, cây kiểng, các cảnh liên xã Trung An, Phú Hòa Đông kết hợp với khu nông nghiệp sinh thái và dân cư nhà vườn liên xã Trung An, Hòa Phú, huyện Củ Chi, 1.000 ha. Hiện trạng chủ yếu là đất nhà vườn và một số công trình công cộng. Theo đề xuất của sở quy hoạch kiến trúc, đây là khu đô thị xanh, làng nghề truyền thống và công viên sinh thái tập trung với chức năng là đô thị loại 3. Thứ ba là khu dân cư phía bắc phường Thạnh Lộc, quận 12, 96 ha, chủ yếu là đất hiện hữu, khu vực cảnh quan ven sông chưa được đầu tư xây dựng. Sở quy hoạch kiến trúc đề xuất điều chỉnh thành khu dân cư đô thị với chức năng là đơn vị ở đô thị. Khoảng 30 ha đất khu vực từ phường 25, quận Bình Thạnh đến công viên bến Bạch Đằng, quận 1 là vị trí thứ tư được xem xét. Theo sở quy hoạch kiến trúc, đây là khu vực ven sông quan trọng trung tâm thành phố nên việc thay đổi chức năng sử dụng đất là rất khó khăn. Bên cạnh đó, cảnh quan khu vực ven sông này được sở quy hoạch kiến trúc đánh giá là rất có giá trị. Đó cũng là lý do sở này đề xuất tôn tạo, chỉnh trang tạo môi trường xanh, sạch cho thành phố, tăng cường mảng xanh, tạo khu vực nghỉ ngơi, vui chơi cho người dân thành phố. Thứ năm là khu vực cảng Nhà Rồng, Khánh Hội, quận 4, kéo dài từ cảng Nhà Rồng đến chân cầu Tân Thuận, 86 ha. Hiện trạng là đất cảng và công ty dịch vụ cảng được đề xuất tận dụng công viên dưới chân cầu Thủ Thiêm 3 để bố trí bến giao thông thủy ra bến Bạch Đằng và khu Thủ Thiêm. Thứ sáu là cảng Tân Thuận, quận 7, 75 ha. Hiện trạng chủ yếu là đất cảng, kho bãi, bãi đậu xe và một phần dân cư hiện hữu, đề xuất thành khu giáo dục và đào tạo chất lượng cao và dịch vụ xanh. Cuối cùng là khu dân cư Thành Mỹ Lợi A, B, thành phố Thủ Đức, 45 ha. Hiện nay, tính chất khu này là khu công viên dọc hành lang cách ly ven sông được đề xuất điều chỉnh công viên chủ đề tập trung phục vụ du lịch, giải trí, sinh hoạt, văn hóa.